Điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn lại chạy ngược chiều, một chiếc xe máy đã lọt vào gầm xe tải, bị cán nát vụn, còn người điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào tối qua ngày 23 tháng 8 trên địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 19 giờ tối, xe tải biển số 71T8389 chạy trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi ngã ba Vũng Tàu. Khi tới chân cầu Đồng Nai, tài xế cho chạy xe xuống gầm cầu để quay đầu lại. Khi đang đổ dốc thì bất ngờ tông trúng xe máy chạy ngược chiều mang biển số 36B549601 do một người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển. Va chạm làm chiếc xe máy lọt dưới gầm, bị xe tải kéo đi hơn 10 mét. Người đàn ông điều khiển xe máy chấn thương rất nặng, nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.